Xin kính chào các bạn. Clip này xin mời các bạn nghe bài viết Niềm tin trong đại dịch của Marco Nicolic đăng trên trang vnexpress.net số ra ngày 8 tháng 3 năm 2020. Xin mời các bạn cùng nghe Niềm tin trong đại dịch. Tôi đã làm một điều mà hầu hết mọi bạn Việt của tôi không tán thành. Tôi đã đầu tư phần lớn tiền tiết kiệm trong nhiều năm qua vào chứng khoán Việt Nam. Khoản tiền đó đủ để tôi có thể sống ở Việt Nam ít nhất 2-3 năm. Khi biết tin, các bạn Việt của tôi cắn môi sửng sốt, chỉ trích hành động dại dột của tôi. Đầu tư chứng khoán khá phổ biến trong các nước phát triển. Riêng ở Mỹ, cả một nửa dân số sở hữu cổ phiếu. Tuy nhiên ở Việt Nam, nó được xem như một hoạt động liều lĩnh, đầy rủi ro, được so sánh với cờ bạc hay xổ số. Với chỉ 1-2% của dân số là chơi chứng khoán. Chơi là một từ thật ghê gớm. Khi tôi hỏi các bạn tại sao người Việt e dè chứng khoán mặc dù kinh tế tăng trưởng ổn định, họ trả lời rằng họ không có sự tin tưởng vào chứng khoán Việt Nam nói chung và vào các con số tài chính của các doanh nghiệp Việt nói riêng. Vậy tại sao tôi quyết định tham gia chứng khoán Việt Nam? Không phải vì tôi thiếu cân nhắc hay thiếu sự hiểu biết. Tôi đã dành nhiều tháng để nghiên cứu và thu lượm kiến thức, tìm hiểu về các doanh nghiệp trước khi rót tiền gom cổ phiếu. Cũng không phải vì lòng tham lam, bởi tôi đã biết từ trước rằng theo con số thống kê, chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng khá khiêm tốn so với các thị trường lớn như Mỹ. Tôi quyết định đầu tư vì có niềm tin và sự tin tưởng vào kinh tế Việt Nam trong tương lai. Tôi sẵn sàng chịu sự rủi ro và thiệt hại ngắn hạn để đạt được mục tiêu dài hạn. Đồng thời, các nhà đầu tư rót tiền của mình để giúp doanh nghiệp huy động vốn và phát triển tốt hơn. Nguyên tắc chứng khoán dựa trên lòng tin cậy lẫn nhau và kỳ vọng tích cực vào tương lai. Vậy khi thị trường chứng khoán lao dốc tháng trước vì dịch virus COVID-19, sụt giảm gần 10% và liên tục phá đáy, khiến các nhà đầu tư hoang mang, hoảng hốt, tôi cũng phải chảy máu cùng nó. Phải chịu thiệt hại rất nặng nề. Tuy vậy, tôi không bán cổ phiếu để cắt lỗ, vẫn giữ sự bình tĩnh, bởi tôi chưa mất niềm tin. Tôi biết rằng khủng hoảng này sớm muộn phải kết thúc và cuộc sống trở lại bình thường. Dịch COVID-19 không phải biến động đầu tiên khiến các cổ phiếu của tôi chảy máu. Năm 2018, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng khiến thị trường chứng khoán chìm vào sắc đỏ và làm các nhà đầu tư hoang mang, bi quan. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán đã vượt qua bao nhiêu sóng gió của thế kỷ 20, bao nhiêu chiến tranh và sự kiện ác liệt. Nhưng khi lâm vào khó khăn, chúng ta hay mất khả năng nhìn xa trông rộng và bị nỗi sợ hãi trước mắt làm tê liệt. Chúng ta mất niềm tin vào tương lai và ánh sáng ở cuối đường hầm. Theo cách tương tự, khi người dân gần đây đổ vào các siêu thị ùn ùn mua thực phẩm tích trữ, điều đó cho thấy họ bị nỗi sợ hãi chi phối và mất đi niềm tin vào khả năng của chính chúng ta, cả chính quyền lẫn dân chúng, kiểm soát tình hình. Mặc dù virus COVID-19 diễn biến rất khó lường, tôi vẫn giữ lòng lạc quan khi thấy phản ứng nhanh chóng và đúng đắn của các cơ quan chức năng và thái độ tận tụy của các y tá, bác sĩ Việt Nam. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào các cơ quan nhà nước và vào sự tháo vát, kiên trì vốn có của con người ta. Có một bài học mà chứng khoán dạy cho tôi. Theo một nghiên cứu,
Việc theo dõi các tin tức và diễn biến tài chính một cách thái quá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự hiệu quả đầu tư, vì những cảm xúc tiêu cực như nỗi sợ hãi mà tin tức gây ra có thể dẫn đến những quyết định vội vã trái ngược với các nguyên tắc đầu tư và từ đó gây ra thiệt hại đáng tiếc. Tương tự, những tin tức tiêu cực được cập nhật hàng giờ về dịch COVID-19 ở Việt Nam trong thời gian qua đã gieo rắc sợ hãi và gây cuồng loạn của một phần dân số. Tôi mong chúng ta sẽ tìm cách để kiểm soát cảm xúc trước cơn bão tin tức đáng lo ngại bủa vây ta. Người Shakespeare có tục ngữ: tôi tạm dịch là thời khó khăn chứng tỏ người hùng. Trong thời kỳ khó khăn hiện nay, chúng ta quên rằng ông bà tổ tiên của ta đã phải trải qua những nỗi khó khăn và vượt qua những nghịch cảnh lớn hơn rất nhiều. Chẳng hạn, ông ngoại của tôi đã sống sót qua trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Một người thân của gia đình tôi đã tham gia 3 chiến tranh ở thập niên 90 khi Nam Tư cũ chìm vào nội chiến. Bản thân tôi đã chứng kiến vụ đánh bom của NATO kéo dài 78 ngày vào năm 1999 khi cả dân số phải ẩn nấp tại những hầm tránh bom, sống trong trạng thái lo sợ triền miên. Kinh nghiệm sống đã củng cố sự lạc quan và niềm tin trong tôi, và tôi biết rằng người Việt sẽ tìm đủ sức lực để chung tay chống dịch bệnh và vượt qua các hậu quả về kinh tế mà nó sẽ gây ra. Sự kiên quyết của người Việt Nam là điều mà lịch sử đã chứng minh nhiều lần rồi. Và khi tôi quyết định chọn Việt Nam làm quê thứ hai, một trong những lý do cũng là sự tin tưởng vững chắc mà tôi đặt vào dân tộc Việt Nam. Marco Nicolic. Thưa các bạn kính quý, tiếp theo đây xin mời các bạn nghe bài viết Virus và Vệ sinh cùng của tác giả Marco Nicolic, đăng trên trang vnexpress.net. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tục ngữ này chứa một tư duy mà ta chỉ chợt nhớ đến khi nguy hiểm cận kề. Ví dụ, chúng ta đều biết rằng vitamin giúp tăng cường sức đề kháng. Tuy vậy, lúc bị cảm cúm và miễn dịch suy giảm thì ta mới nhớ mình phải ăn hoa quả hay uống trà gừng. Tương tự, chúng ta biết rằng thể dục rất có lợi cho sức khỏe và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tôi có cảm giác phần lớn người trẻ tập gym với mục đích có thể hình đẹp mà thôi. Có lẽ chúng ta hành động như vậy vì muốn thấy kết quả ngay lập tức, trong khi hành động phòng bệnh là một đầu tư dài hạn. Theo cách tương tự, dịch virus corona khiến ta hết sức lưu ý đến vệ sinh cá nhân. Rất nhiều người đang thay đổi hành vi vì nỗi lo dịch bệnh. Các mạng xã hội trong nước tràn ngập những hình ảnh người dân đeo khẩu trang ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng đồng thời, tôi nhận thấy người ta vẫn thiếu kiến thức về cách virus vận hành và lây lan. Ví dụ, khi nghỉ học do dịch virus, các học sinh tuổi then của tôi đến lớp ai cũng sợ sợ, thậm chí lên xuống bằng cầu thang vì sợ đi thang máy. Tuy vậy, trước bữa ăn tập thể ở trung tâm, họ vẫn không rửa tay, dù hình thức lây nhiễm virus phổ biến nhất là do chạm những thứ ở nơi công cộng. Và tôi bị bàng hoàng khi thấy một học sinh làm theo bản năng một điều ngược đời. Em ấy tháo khẩu trang để hắt hơi ra khắp phòng học, rồi đeo khẩu trang lại. Thật vậy, chúng ta có không ít thói quen vệ sinh tồi tệ vì thiếu ý thức hay thiếu kiến thức. Chúng ta rỉ mũi, cắn móng tay hay chạm vào mắt bằng tay bẩn. Chúng ta mang điện thoại vào nhà vệ sinh nhưng không bao giờ lau sạch màn hình. Chúng ta quên rửa tay trước bữa ăn
hay sau khi chạm vào nắm cánh cửa, hay vào tiền mặt, mặc dù vô vàn bàn tay khác chạm vào hai điều này mỗi ngày. Những tờ tiền chứa hàng trăm loại vi sinh vật và thậm chí những dấu vết của ma túy. Vì lười biếng, chúng ta rửa tay, đánh răng qua quýt cho qua chuyện và không thay đổi thường xuyên ga trải giường, khăn tắm, bọt biển hay bàn chải đánh răng. Theo tôi, đó là do chúng ta coi vệ sinh cá nhân như một thủ tục phiền phức, chứ không coi điều đó như một đầu tư dài hạn vào sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có ý thức thấp về vệ sinh công cộng. Đây là một vấn đề nan giải ở Việt Nam và nhiều khách du lịch nước ngoài cảm thấy bàng hoàng khi bắt gặp những hình ảnh xấu xí. Ví dụ khi người tiểu tiện ngay bên vệ đường, giải quyết nỗi buồn ở bụi rậm, xả thẳng xuống kênh. Hay khi vào nhà vệ sinh mà thấy khách trước không dội nước hay ném giấy vào bồn cầu gây nghẹt. Chúng ta đều biết rằng thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại nhiều nơi chưa đạt chất lượng, còn chưa nói về tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng như bãi biển, bờ hồ, kênh nước, các điểm du lịch. Mặc dù hành động này không thuộc về số đông, nó để lại hình ảnh xấu xí trong mắt cộng đồng và trong mắt du khách nước ngoài, và lại nó có thể làm lây lan vi khuẩn. Nhổ nước bọt, nhà bã kẹo cao su, hắt hơi trước mặt người khác, ho mà không dùng tay che miệng là những việc nhỏ mà ai cũng đã chứng kiến bao lần rồi. Những hành vi này phản ánh cách chúng ta ứng xử với không gian công cộng và coi thường những người xung quanh chúng ta. Một ví dụ phổ biến khác là khi nhu cầu và an toàn vệ sinh của khách hàng bị coi nhẹ. Bản thân tôi đã chứng kiến nhiều cảnh khó tin ở Việt Nam. Tôi sửng sốt khi mua bánh mì hay thanh toán ở quán ăn. Bác chủ quán vừa đưa cho tôi tiền thừa, vừa chạm vào thực phẩm mà không dùng găng tay. Hay khi tôi vào nhà vệ sinh ở nơi công cộng và xong việc thấy nhà vệ sinh thiếu xà phòng hay giấy vệ sinh. Nhiều quán ăn bình dân ở Việt Nam không có bồn rửa tay. Vậy khi tôi bảo chủ quán mình muốn rửa tay trước khi ăn, nhiều khi chủ quán tròn mắt, ra vẻ bất ngờ, như thể rửa tay là một yêu cầu bất thường. Dạy học ở Việt Nam trong suốt 5 năm qua, tôi cũng thấy một điều rất phổ biến và cũng khó hiểu. Một đám đứa học sinh quây quần tại hành lang quanh một bình nước lọc và uống chung cốc. Người ta chắc phớt lờ các việc nhỏ nhặt như vậy do tư duy kiểu tao làm thế này từ xưa đến nay mà chưa thấy ai bị làm sao hết. Tuy nhiên, trong khi khó có thể đảm bảo an toàn một cách hoàn toàn trước các dịch bệnh truyền nhiễm, ít nhất ta có thể giảm thiểu rủi ro bằng việc cải thiện ý thức và tư duy của mình về vấn đề vệ sinh. Người Việt hay nói trong cái rủi có cái may, và tôi hy vọng rằng nỗi lo dịch bệnh này là cơ hội để chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt, đặc biệt là tại nơi công cộng, từ nay về sau. Thưa các bạn, nhận xét về bài viết của một tác giả là nhà văn người nước ngoài này, bạn Nguyễn Thị Minh Hải có ý kiến. Cảm ơn anh. Anh viết rất dễ hiểu và rất đúng ạ. Dù em cũng khá ý thức nhưng vẫn học được cần thay đổi hơn qua bài viết của anh. Chúc anh cũng sẽ bình an qua mùa dịch này. Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi, lắng nghe. Thân ái kính chào các bạn.